mọi người cùng xem nguyên một cái tủ hình quân bia, học thoại biết bao nhiêu hình, tiền lì xì bao nhiêu đi mua hình hết, bó tay luôn, không biết làm gì hết, để tiêu với lan trường đập thẻ thôi. Mùa Covid mà đập thẻ bó tay. Ta chuẩn bị bắt đầu biểu diễn đập hai hình cho mọi người cùng xem nào. Bạn Phúc để đây. Rồi, hai hình đã xong. Hai hình đã xong rồi. Bắt đầu. Bây giờ làm năm hình. 2 3 4 5. Đây năm hình này bạn Phúc làm đi. Đập lại một lần nữa, hướng dẫn tận tình. Để tay như thế nào? À, thẻ rách mà. Rồi, đập lại đi. Để chỗ này nè. Rồi, cứ đếm năm thẻ đi. 6 luôn nữa. Biểu diễn 6 hình luôn. Đi xem cuốn đây. Nhanh nhanh. Cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đập thằng sau. Nhìn cái tay của bạn Phúc để đó, mọi người thấy cái tay bạn Phúc để không? Rồi đây, rồi năm hình thành công, 6 hình nhé, rồi thêm 4 hình nữa thành 10 hình. Đó. Nhưng mà có đập thấp nó đập được chứ, đập thấp là mạnh hơn, đập cao nó mới được đâu. Tại vì mình đi đập chứ. Đây giờ bạn tiếp tục. Bằng Phúc chuẩn bị tiếp đi, chuẩn bị 10 hình, đây, để đây, cho vô camera, cho mọi người cùng thấy. Rồi, 10 hình thành công. Ngược. Rồi, ngược, ăn ngược sao? Đây cơ đấy, con đập cái nó, cái lật gì nè. À, rồi, tiếp tục, 15 hình được không? 15 hình, 1, 2, 3, 4, 5, rồi, cứ 15 hình đi. Em cuốn để cho anh Bia đập ngay biểu diễn cho mọi người cùng xem đó nghe. Ủa, ông Bia rồi. Mà. Rồi tiếp tục, đây là 10 hình, 15 hình em... đi từ để đây camera cho mọi người cùng thấy. Rồi đập đi, 15 hình. Ôi trời, thất bại, chuẩn bị làm lại đi. Chưa được, từ cố gắng lên, nạn đi, bận Phúc đã bị đau tay rồi, ha 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 ha. Phúc cố gắng đi. À, thất bại rồi. Phúc xếp lại đây. Bây giờ mình sẽ chơi, kiếm tay, chơi cùng văn. Đánh chỗ đai này. Mình sẽ lên đòi trước đó. Làm gì? Nhanh, em phải cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cô đấm 15 cái đi. Mấy bạn đặt nói 20 cái. Thất bợ. Đau tay. Đâu 15 hình, đập đi. Rồi, ủa bao nhiêu hình đó? Đếm đếm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 hình, ok, đã thành công cú đấm đập 15 hình. Uống đi, uống sữa tiếp sức năng lượng để đập hình đi. Rồi. Biểu diễn, hiện tại trong đó bao nhiêu hình đó? 15 đập thành công rồi thì đập 20 đi, thêm 5 hình nữa. Thêm 5 hình nữa đủ nó 20. Con cứ bỏ thêm 5 hình. Đếm 5 đủ 5 hình, đủ 20. Để biểu diễn cho mọi người cùng xem. Rồi. Đập không nổi thì thôi, coi như thất bại. Tập tiếp. Hai mươi hình, gần thành công rồi đó.
đập hơi mạnh đó. Ừ, mạnh quá nên nó hư đúng không? Rồi. Sao bài đi. Ừ. Nó cứ nè nè nè. Rồi tiếp hồi tục. Nãy á nó bay nè, nó chỉ nè. Coi. Bùm. Rồi. Bây giờ lấy con đồng đồng vô đi. Thực hiện đập lệ. Từ giờ cái bia. Từ giờ cái đập được không đâu. Nó sao nè. Rồi, 1, 2, 3. Sắp thành công. À, mềm luôn, đấu hình khớp đập. Ui, mềm. Rồi, để hát cái này là làm thôi. Thôi, thất bại rồi. Quá tâm là ba bạn. Dừng.